Và tiếp tục lại là một mẫu áo gió trong bộ sưu tập về áo gió đầu tiên của mình ra mắt trường năm 2020 đây. Nói chung là mặc những cái chiếc áo gió này thì luôn luôn rất là tiện dụng rồi. Về công dụng của áo gió thì Phương không phải nói quá nhiều, ai cũng biết đúng không? Đó. Và trong cái video này thì Phương sẽ nói kỹ hơn về vấn đề thời trang liên quan đến áo gió. Đa phần thì áo gió thì mọi người chỉ nghĩ là nó có những cái công dụng như mọi người đã biết thôi, chứ nó không thể nào mà giúp chúng ta đẹp hơn, không thể nào mix đồ được cả. Đó, và ví dụ mặc áo gió đến đâu là phải mép ăn cởi ra, kiểu phải khoe đồ bên trong chứ không dám mặc nó, kiểu tự tin bước đi đúng không? Thì Phương sẽ giới thiệu đến cho mọi người những cách mix đồ cũng như là những cái mẫu áo gió của Meta Fashion hoàn toàn mọi người có thể mặc nó thời trang và đẹp hơn, nhưng những hơn những gì mọi người đang nghĩ về áo gió. Mẫu áo gió này là một mẫu áo gió, màu của nó là màu đen nhá. Màu đen thì luôn luôn khiến cho chúng ta nhìn nhỏ nhắn hơn rất là nhiều. Và áo gió của Mega Fashion thì nó sẽ có những cái điểm nhấn như thế này. Phần túi này hay là cái phần chi tiết này, đó, đều phối những cái đường sọc kẻ, cả mũ luôn. Đây mọi người thấy mũ này, đó, trong lòng mũ mọi người thấy không? Cũng thời trang luôn. Dáng của nó thì khá là chơi. Khi mà mọi người đóng hết phi lại thì nó sẽ theo kiểu như thế này. Đó, nếu phi lại nó sẽ theo kiểu này, nó sẽ kiểu là hơi kín một chút ở cái phần khóa. Đó, nó sẽ đính một vài cái cúc màu đen luôn cùng màu váy áo luôn. Ở đây thì dây là dây duy băng, nó sẽ đồng màu luôn. Nói chung là một chiếc áo nhìn cực kỳ hợp mắt và nó không bị kiểu có cái chi tiết nào bị lố cả. Khi mà mặc áo này thì Phương đã quyết định là phối một cái set đồ bên trong để làm sao mà tôn lên cái sự chơi chơi của nó, để nhìn nó cá tính và năng động trẻ trung ấy. Phương đã phối một chiếc áo hai dây và một chiếc quần jean. Bây giờ thì Phương sẽ review về chiếc quần jean này nhá. Chiếc quần jean này thì là một chiếc quần baggy jean co giãn 4 chiều. Và ống của nó thì không phải là ống ôm mà là ống hơi le le một chút như thế này. Mọi người thấy không? Cạp thì là cạp cao này. Đó. Và nó sẽ được đính kèm, gọi là đi kèm một cái belt như này luôn này. Cái belt này đi kèm với quần luôn nhé cả nhà nhé. Và belt này thì có màu sắc là màu nâu, kể cả cái phần sticker ở túi cũng màu nâu luôn này. Và được có được đính kèm một cái dây xích cũng xinh nữa. Đó, dáng quần cực kỳ đẹp luôn. Rất là tô bỏng ba này. Quần thì nó có những cái đường rách thì rất là trẻ trung. Quần này thì tại sao Phương quyết định phối với chiếc áo gió này? Bởi vì nó có họa tiết nâu giống nhau, như là phần belt này và phần lòng mũ này đều có màu sắc là màu nâu. Thì khi mà mình mix lại thì nó khá là tông trịch tông ấy. Quần này thì có size từ 25 cho đến 27 cả nhà nhé.